Chào mừng các bạn đã đến với tuấnaxe.vn, web bán hàng uy tín chính chủ tự động của Tuấnaxe. Ngoài ra còn có cộng tác viên xích lợn đầy khả ái và ngây ngất lòng người. Hello, xin chào anh em, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Tuấnaxe nhá. Ngày hôm nay như đã hứa với mọi người trong cái clip hôm qua ấy, thì mình sẽ làm một trận đấu solo squad review cho anh em cái khẩu Ska gì anh em nhở? Tự nhiên tôi quên tên mất tiêu rồi. Ska gai độc à? Mình không nhớ nữa anh em ạ. Nhưng mà thôi cứ gọi là Ska gai đi anh em nhé. Nếu mà trận đấu này mà nó có hơi gọi là hơi mờ hoặc là như thế nào ấy thì anh em hết sức là thông cảm cho mình nhá. Ui lag quá. Bởi vì là mình phải tranh thủ làm clip anh em ạ. Làm clip ngay trên bệnh viện luôn đấy. Đó. Cho nên là quên, không phải làm clip ngay trên bệnh viện. Đây Ska rồi anh em ơi. Mà là tranh thủ từ bệnh viện về nhà mình khoảng độ tầm 1 tiếng. Thì mình mở máy lên làm nhanh một clip trải nghiệm cho anh em, để có clip cho anh em xem ấy. Cho nên là nếu mà có gì anh em hết sức là thông cảm cho mình trong ngày hôm nay nhá. Cũng như là mình sẽ bình luận một cách gọi là vội vàng. Có thể là hơi đứt hơi tí bởi vì là hôm nay mình đi lại hơi nhiều. Đấy. Anh em cũng biết rồi, là chẳng hạn có vợ hoặc là có người nhà ấy vào viện ấy mà phải chăm ấy là sẽ rất là tốn thời gian luôn. Cho nên là việc là mình tranh thủ như thế này ấy là cũng là hết sức rồi anh em ạ. Đây, có tiếng chân này. Ui, khẩu Ska đẹp thật. Ui, bây giờ mình mới để ý anh em ạ, có khi là phải mua thêm cả cái X4 nữa. Bởi vì là cái X4 nó mới là đẹp anh em ơi, chứ cái X3 như mình review cho anh em ấy là X3 xấu lắm. Ôi tiếng giống quá trời luôn. Hôm nay mình không dám nhảy vào trong kia anh em ạ, bởi vì là mình muốn bắn cẩn thận để chơi được một game là lấy được clip luôn ấy. Cho nên mình không dám nhảy vào cái đoạn ở giữa kia, chứ để nhảy vào đoạn ở giữa kia thì khả năng cao nó sẽ ăn được nhiều mạng hơn. Nhưng mà tình hình thôi cứ chơi an toàn đã, lấy một clip cho nó trọn vẹn. Đây đây đang bắn nhau kìa. Ái xà. Tiếng ở khu nhà đằng sau anh em ơi. Mấy cái nhà một tầng ấy. Để mình đợi. Ui. Đó anh em thấy chưa, đầu bên kia bắn nhau dã man luôn. Ở đây đã chuẩn bị đâm. Ô, người hay là bot mà bắn ghê vậy. Ây à. Đây đây đây, thanh niên bên nhà anh em ơi. Ô, bắn bot căng nha. Đừng như thế mà dễ xa nhau bạn ơi. Nào, một trái lửa lên trên tầng 2. Rồi, ôi dồi ôi, hợp lý luôn anh em ạ. Úi giời, mình biết ngay mà, chạy long quăng ở tầng 1 là kiểu gì cũng chạy lên tầng 2 là không né kịp đâu. Thêm trái nết nữa, ngay cửa. Ây da, lên cứu bạn rồi à. Ui, team này đông lắm mọi người ạ. Phải ít nhất là 3 tiếng trận. Úi dồi ôi, hợp con nhà bà Lý. Nhảy ra, nhảy ra đó. Đi ra này. Ui xồi ôi, anh viên này chắc vừa mới cứu lại quá anh em ạ. Làm phát gọi là đốc luôn. Đấy à. Bắn cái gì đấy. Từng như thế. Ơ gạt à. Ôi hai team. Vãi cả nồi. Vãi cả nồi. Hai team anh em ơi. Ảo Macalada này. Trời ơi, mình tưởng là đồng đội chứ mình không thèm gạt hai thanh niên này chứ. Ui nhiều pha đấy mình cũng suýt chết này anh em. Hơi bất ngờ luôn. Tự nhiên ông ấy gạt cái thằng ở ngoài. Ôi, hóa ra trốn đây à. Nhìn khẩu Ska của tớ đẹp không bạn ơi. Nói chung là khi mà mình vào game rồi ấy, mình thấy là cái khói nó cũng bình thường anh em ạ. Khói nó giống cơ bản. Ô, người ấy bot đấy. Mình xin luôn. Cứ để đấy cho tôi. Tôi hả anh thanh niên, nhưng mà mình nghĩ hai tên này chắc bot hết thôi mọi người ạ. Để mình đi kiếm kích 3 nhá. Đấy, một lần nữa tôi lại mong muốn cho anh em cho tôi lời khuyên là có lên đơm lốt cái scope 4x không, bởi vì là 4x ấy, nếu mà đơm ấy là hơi bị tốn kém đấy mọi người ạ. 2000 UC cái băng đạn anh em bảo là tôi mua cái băng đạn đi. Tôi cũng đã mua cái băng đạn rồi, mất 1500 UC anh em ạ. Đấy, còn cái X4 thì là 2000. Nhưng mà mình nghĩ là khả năng cao là cái
cái X4 nó sẽ đẹp đấy mọi người ạ. Mình nghĩ khả năng cao 90% là cái X4 nó sẽ đẹp. Còn cái X3 thì nó hơi, trông nó hơi kiểu bật scope lên trông nó bình thường quá anh em ạ. Đấy, kể cả để góc nhìn thứ nhất trông nó cũng bình thường. Ui, anh em thấy viên ngọc nó sáng chưa? Sáng thật. Cái khẩu này thì nó giống cái khẩu M16, gọi là cái khẩu M16 mới ra ấy, cũng 8 level ấy anh em. Đấy, cái khẩu mà đỏ đỏ trắng trắng ấy. Đấy. Khẩu đấy thì trông có vẻ xịn sò hơn, nhưng mà cái tông màu thì cái khẩu này mình lại thấy nó cũng đẹp anh em ạ. Nói chung là một khẩu thì mang cái tông màu u ám, còn một khẩu thì nó mang cái tông màu kiểu ngọc, mang tông màu rừng nhưng mà nó không phải rừng u ám anh em ạ, rừng ngọc. Thế là trông nó cũng đẹp. Cứ bắn nhau đi, không quan tâm luôn. Làm quả bè đã anh em nhá. Sấy cho nó êm. Đấy, nói chung là tôi không biết tình hình những cái bản update mới đây sẽ như thế nào. Chứ chuẩn bị ra skin Ska, ăn ngay quả thông tin gọi là fix Ska, tăng sát thương, ấy, giảm sát thương M4. Đấy, xong rồi đến tháng 9 thì skin M4 ra thì không biết là có fix lại M4 cho nó đam ok hơn so với bây giờ hay không. Mình thấy là cứ lần nào ra skin của súng nào ấy là khẩu súng đấy như kiểu được nâng cấp ấy anh em ạ. Ai à. Còn một tên nữa ở đằng sau anh em ạ. Để. Nào ra đây. Lại là một con boss nữa anh em ơi. Ui, bắn nhau ở trên cái tầng 3 này kinh thế nhở. Mình bị mấy con boss nó dụ mệt quá. Để mình tống cho các bạn lên quả bom. Đây, ui, một thanh niên nhảy xuống luôn này. Nhảy xuống này. Bạn lại chơi skill gọi là nhảy bắn. Thanh niên tốc biến hả bạn, gạt luôn. Ui, anh em nhìn cái làn khói với lại cái viên ngọc nó sáng lên trông đẹp không? Nói chung là cái hiệu ứng diệt nó trông nó cũng đẹp phết đấy mọi người ạ. Và cái thông báo diệt của khẩu súng này nó cũng đẹp. Nói chung đây là một khẩu súng mà nếu mà các bạn nâng lên được level 6 ấy, là một khẩu súng nó khá là toàn diện. Thông báo diệt cũng ok, hiệu ứng diệt cũng ok, và ngoại hình của khẩu súng cũng ok. Mỗi tội là cái phụ kiện cũng ok anh em ạ. Có mỗi cái X3 thì chơi nó, trông nó hơi lỏm tí. Đáng nghĩa ra nó phải cho gọi là full hết option đi, kiểu trắng xanh hết, để mỗi khi mà mình bật scope lên ấy thì đỡ nhìn thấy cái viền đen của cái phụ kiện thì trông nó sẽ xịn hơn. Chứ đằng này bật lên thì thấy được bốn cái ngoe trắng thòi ra trông nó có mất cảm tình không mọi người. Từ từ mình chỉnh lại cái nút di chuyển vứt lên trên, xong rồi thu nhỏ hết cỡ lại đã. Đấy, mấy hôm nay nhiều anh em cứ bảo là anh ơi anh có bị loạn cái độ nhạy không, thì câu trả lời là có anh em nhé. Và nhiều bạn bảo là 3 mùa rồi mình chưa sâu setting, thì thật ra nếu anh em mà nào mà xem live stream của mình ấy thì các bạn có thể thấy là mình chỉnh setting liên tục à. Đấy, cứ mỗi lần một update là mình lại chỉnh, lúc thì tăng lúc thì giảm ấy, và mình cũng chỉnh khá là nhiều để cho đến cái độ hoàn chỉnh nhất ấy. Thì nếu mà anh em ủng hộ ấy thì có lẽ là chơi thêm khoảng độ tầm 1 tuần nữa cho nó ổn sau cái update này đã, rồi mình sẽ chia sẻ cái độ nhạy chính xác nhất của mình cho anh em nhé. Và nói cho anh em về những cái vấn đề mà mình nhận thấy được là tại sao cái mùa này các bạn lại hay bị loạn độ nhạy. Nhưng mà nó mình phải tìm hiểu đã anh em ạ. Đây cái đầu này. Cái đầu. Thanh niên vẫn ở trong nhà anh em ạ. Cay thật. Công luôn đi. Chờ đợi là mất hút à. Bực vãi cả trưởng luôn. Nào. Đây. Tiện. Ui, bọn nó lấy xe đi kìa. Không sao cả. Đây tiện đây. Làm quả thanh niên trên tầng 2 anh em ạ. Làm quả FPP công nhà. Ui. Cái quả móc treo khi bắn được thật sự đấy mọi người ạ. Được. Lần này tôi còn thấy cái móc treo nó còn có cái giá trị của nó một tí xíu, nhưng mà mình vẫn thích cái hit body hơn anh em ơi. Còn cái móc treo thì mình vẫn cho đó là một cái thứ gì đó quá tốn kém. Ôi kìa. Bình tĩnh. Bắn lại đấy hả bạn? Ui dồi ôi.
làm cái keng cái anh em ạ. Ảo thật đấy. Vẫn còn ngồi trên xe. Đi ra đầu xe. Ui dồi ôi, hợp lý. Cái pha thanh niên thứ hai này nốc ấy, anh em biết vì sao? Bị thứ nhất là bị sấy yếu, thứ hai là tự nhiên cái tâm của mình nó giật sang, nó đảo sang cái mũi xe, thế tự nhiên lại vớ được một mạng thơ mình em ạ. Ảo thật sự ạ. Ơi từ mình đáp cho bạn ấy cháy sờ mốc đã. Ôi sao mới gặp lần đầu mà đầu mình quay quay. Từ bạn ơi, bạn nhìn combo này mà bạn chưa nhận ra là mình là pro player à? Đổ xe không ra luôn anh em ạ. Đấy, đổ xe luôn, đổ xe nhưng mà không chết. À, nhấp nhô chỗ khói à? À, tính chơi tôi. À, không ra. Đến, mình dụ. Ra rồi. Mắc lừa nha bạn, mắc lừa nha. Đi luôn. Té. Ôi giời ơi, quá thơm anh em ơi. 13 kill rồi, ngọt lịm. Đây người ta gọi là ngọt canh xương ngọc. Vai cả bill. Cái gì mà mất máu nhiều vậy? Ui giời ơi. 5. Bắn gì ấy bạn? Thôi. Ok luôn. Ui. Đau bạn. Ui. Đau bạn ơi. Alo. Từ bạn. Bình tĩnh bạn. Bạn bắn nhiều thế. Tử luôn anh em ạ. Mà chứ tình hình không chạy rồi. Đây mình vừa thấy một thanh niên chạy vào nhà này anh em ạ. Lúi ha lúi húi chạy vào nhà, không biết là người hay bot đây. Cho tôi xin khẩu SK cái. Người rồi. Có xe. Đây, có tiếng chân bạn này. Có tiếng chân. Ôi dồi ôi, chạy như chỗ có người anh em ạ. Nghe thấy tiếng xe chạy tới này. Thanh niên Thái Lan anh em ơi. Có SK không? Ôi dồi ôi, thanh niên có mỗi khẩu ốp với khẩu thôm sơn anh em ạ. Thôi kệ, cứ bèm. Ốp với thôm sơn là đủ rồi. Đấy thì đợt tới này đầu tiên là mình định quay cái bộ thánh giáp vào trong cái arc này anh em này. Nhưng mà mình nghĩ lại rồi. Đấy, mình phải quay cái bộ thánh giáp level 7 Pharaon ấy. Đấy, thì anh em xem nó mới gọi là háo hức. Chứ thật ra cái bộ Cleopatra thì mình thấy là các bạn quay cũng được. Nhưng mà nếu mà để mà mình lựa chọn quay Pharaon và quay Cleopatra thì chắc chắn là mình sẽ quay Pharaon rồi anh em ơi. Còn những anh em nào mà thích kiểu mới ấy thì có người. Mới thì các bạn quay Cleopatra. Hoặc là những bạn nào mà kiểu đã có Pharaon rồi ấy thì quay Cleopatra là chuyện hiển nhiên rồi. I got supplies. SK này, ủi có 30 viên thôi anh em ạ. Cái thằng ở trên giàn giáo chắc chắn là nó nghe thấy mình, xong nó bắt đầu nó khều khều để mình đến đấy anh em. Nhưng mình đâu có ngu. Trời ơi, tầm này trên giàn giáo mà nổ súng thì chắc là con nhang đệ tử của nó ở dưới chân giàn giáo nó phải gọi là đông như quân nguyên luôn. Tốt nhất là thôi, bạn là nhất bạn luôn. Mình té. Đấy, mình nhường lại thế giới này cho bạn. Từ. À, không anh em ạ. Có khi mình sẽ vòng ra sau cái mấy cái thùng dầu này này. Đấy, mình ngắm xem là con thanh niên còn ở trên không. Nếu mà còn mình đâm cho một cái xong mình té anh em nhé. À, chạy rồi anh em ơi. Thôi té đi anh em nhở. Chứ loang quăng ở đây một hồi chết đấy. Rồi không có rồi, thôi té. Mình nghĩ binh pháp tôn tử đã nói rồi, trong 36 kế chuồn luôn luôn là thượng sách. Đấy. Nhiều anh em thì cứ bảo với mình là tại sao mình lên live ấy, mình cứ hay hô đồng đội là đi, mình cứ dục, suốt ngày mình dục. Nghe như kiểu có tiếng xe ở bên trái mình nhỉ. Đúng luôn này. Đó, thấy chưa? Anh em thấy chưa? Kỹ năng nghe là nó cần thiết lắm. Thôi chết mẹ rồi. À, còn có 8 viên đạn ạ. À. Để mình đuổi theo mình đờm ốp cho anh em ạ. Vừa rồi vào nhà kia cũng không thấy đạn rồi. Cho nên là tình hình này có lẽ là phải đơm thôi.
đây, thanh niên à, thanh niên chạy ở phía trước à? Phía trước bạn là bầu trời đúng không? Bạn sai rồi. Nào bạn ra đây. Bạn đây. Ui giời ơi bạn ơi. Người ta nói ra đây thế mà cũng ra thật chịu. Này có xe này, đồng đội bạn chăng? Từ từ bạn ơi, bạn có đạn xanh không? Mình xin ít đạn xanh bạn ơi. Mình chỉ xin một ít thôi. Đây rồi. Nhanh lên cũng bạn, đồng đội bạn ấy lên bây giờ. Ái à, có X8 luôn anh em ạ. Ngon. Đấy, ui dồi ôi, bạn nhiều đạn xanh thế nhờ. Hình như là đỗ ở cái nhà bên kia rồi. Thế thì mình sẽ vào nhà. Không, mình không vào đôi mòn. Mình sẽ vào nhà 2 tầng. Đấy, hợp lý nhất. Ok anh em ạ. Quá hợp lý luôn. Đấy, vợ mình đang nhắn cái gì đấy. Chắc là đang nhắn mua đồ nọ kia các thứ đấy. Nói chung là vợ phải nằm viện lên cũng tội anh em ạ. Nhưng mà thôi thì biết là mấy ngày hôm nay nó sẽ vất vả một tí, nhưng mà mình cũng không muốn để cho anh em kiểu bị hụt hẫng ấy, vẫn muốn gọi là tranh thủ. Chứ từ đêm hôm qua đến giờ là mình mới ngủ được có 2 tiếng thôi anh em ạ. 2 tiếng là phải dậy rồi, like xong cho mọi người ăn uống nọ kia các thứ là đến khoảng độ tầm 3 giờ. Đấy, like đến 2 giờ, long quăng đến 3 giờ rồi. 5 giờ đã phải dậy chuẩn bị quần áo, đến 6 giờ là đi lên đường, đến bệnh viện làm thủ tục nọ kia các thứ, đến 1 giờ chiều thì đưa vợ đi ăn. Đấy, đi ăn xong thì mình bắt Grab đi về để làm nhanh cái clip cho anh em này. Đấy, làm cái clip để mai đăng. Xong rồi lại vào viện với vợ tiếp. Trời ơi. Nóng như đang thiêu đốt. Mất bao nhiêu nét, mất bao nhiêu lửa mà không ngăn được mạng nào anh em ạ. Cú thật. Đây, nó đâu? Nó đâu? Ái xà, đang nấp thì yên ổn thì không chịu để ra định đâm mình. Bạn định làm gì bạn ơi? SK hôm nay nó có skin nên nó mạnh lắm. Súng được sơn rồi. Gọi là X2 sát thương, giảm độ giật. Nào. Ái à. Buông tay. Ôi dồi ôi. Tôi tưởng thanh niên này phải buông tay bạn ra cơ. Cuối cùng hóa ra vẫn cứu được đồng đội. Ui, quả là một người đồng đội hoàn hảo. Đi mấy vòng rồi không gặp người anh em ạ. Gặp được thanh niên đi con tàu lượn thì thanh niên tự nhiên đáp bom tự tử. Có xe phía trước mặt. Mình nhìn ở đó, cứ chạy qua này. Lại ăn một phát sấy này. Rút đầu. Một viên. Rút đầu. Mẹ, sấy trước mà cuối cùng nó rẽ anh em ạ. Nó lại rẽ vào nhà rồi. À, đằng sau có tiếng. Thế thì đằng sau sẽ là bạn của cái thanh niên rồi. Thanh niên này đi scout. Thôi rồi bạn ơi, bạn scout nhầm người rồi. Bạn scout nhầm người rồi. Úi dồi ôi. Quả sấy qua cửa sổ ô tô, anh em thấy uy tín không? SK của mình đẹp không bạn ơi? Ma nói nhiều quá. Phát ho phát hen anh em ạ. Khổ vãi trưởng. Buồn cười vãi nồi ạ. Thanh niên đứng ở trên nấp sau xe thì không nằm sừ nó xuống lại còn làm chòe nọ kia các thứ nữa. Ảo ma Canada vãi trưởng. Nào mấy bạn, mấy bạn có đẩy không thì các bạn đẩy luôn đi chứ còn chờ đợi gì nữa. Mẹ, hay là mình lấy xe mình đi nhở. Đằng nào cũng chỉ còn 2 thanh niên nữa thôi. Chẳng nhẽ là 2 thanh niên tay to đến cỡ mà sấy được chết mình trong một tơn à? Ồ. Ái da. Chạy như trốn không người anh em ạ. Rất díu nhau này, rất díu nhau này. Một cái headshot. Ái da. Nào bạn, ui rồi ôi, ngõ ra làm cái gì không biết nữa. Ok chưa anh em? Như vậy là mình đã hoàn thành cái clip review cái khẩu súng SK gai gì đó đấy, cái khẩu súng SK nâng cấp mới, gọi là người ta gọi là siêu phẩm SK đấy anh em.
Đấy thì cảm ơn anh em rất nhiều vì đã xem hết clip này của mình. Nếu thấy hay, để lại cho Tuấn HC một like và một đăng ký kênh các bạn nhá.